Chào các bạn, lại là mình Bá Đạo CCVN đây. Nakia kỷ nguyên chiến tranh lại tiếp tục diễn ra. Bá Đạo chúc các bạn có một tuần mới đầy may mắn. Ở clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh boss hộ vệ Hắc Tôn. Trước khi bắt đầu, các bạn nhớ ấn like và chia sẻ clip giúp mình nhé. Đầu tiên mình sẽ trả lời một số câu hỏi mà các bạn đã gửi lên kênh nha. Bạn VKLZL hỏi: huy chương của mình bị lỗi không nhận được vật phẩm, có ai bị như vậy không? Chào bạn, theo thông tin ở bản cập nhật mình có đăng, thì trong tháng 9 không mở huy chương vàng bạn nhé. Những ai nạp thì sẽ không nhận được phần thưởng. Và sự kiện sẽ mở ở tháng 10 tới. Bạn Quân Nguyễn có hỏi, anh làm clip về tướng Du Oli đi ạ, em có một con, không biết build ạ. Chào bạn, Du Oli là tướng mới ra, tướng này không có tác dụng nhiều cho team, mình sẽ có clip để hướng dẫn cách build sau bạn nhé. À quên, phải cần 3 con trở lên, để tướng được siêu hóa thì mới chơi tạm được. Chứ mới có một con thì chỉ áp nghịch tăng vận mệnh thôi bạn. Bạn Tuấn Anh Quách có hỏi, vô liên minh kiểu gì thế anh? Chào bạn, hiện tại liên minh bá đạo bên mình thuộc top 15 view mạnh nhất Castle Class, vẫn tuyển thành viên bạn nhé. Yêu cầu sức mạnh hơn 1.800.000, biết đánh Nakia và pháo đài. Tốc độ ngựa Nakia 45 trở lên. Anh em đủ yêu cầu muốn xin vào, thì liên hệ với mình theo số Zalo hiện trên màn hình nha. Câu hỏi cuối cùng là của bạn Lập Nguyễn. Sứ giả tự do build thế nào vậy anh? Chào bạn, sứ giả tự do build chuẩn nhất là dùng thánh quang, đá tinh ma lực, đá vuông cánh tái sinh, vũ khí mới tên bùa vực thảm để chống phong ấn. Đặc tính mắc né, và đeo thêm pet rồng băng cho trâu bò bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt team boss hộ vệ. Team đánh dễ hơn mình cũng đăng cả trên Facebook, các bạn có thể tìm trên trang Facebook để xem. Còn ở đây mình sẽ set up cách đánh boss chết nhanh hơn, dư nhiều thời gian hơn. Boss hộ vệ này rất mạnh, nó gây 1200% sát thương vào hai tướng, khi hộ vệ bị đánh, sẽ gây thêm 70% máu tối đa thuộc bản thân lên các tướng địch xung quanh. Ngoài ra hộ vệ giảm 90% hiệu ứng hồi máu của các tướng trong toàn trận, tướng mình hồi máu rất ít và nhanh chết. Các tướng nên sử dụng là rồng bạo năng, cung thủ băng, nữ thủy thần, hoàng tử sấm, túy thần hầu, và một tướng khác trâu bò như linh nữ pha lê, sứ thần bướm, hoa hồng hoặc đấu sĩ song giáo cũng được. Rồng bạo năng sử dụng thánh quang, nổi điên, đá vuông sừng thắng lợi. Bạn có thể dùng tia sống thay nổi điên cũng ok. Vũ khí thần hộ để tăng giảm thiệt hại và tăng khả năng hồi máu. Đeo thú nuôi hồ ly. Tiếp theo là cung thủ băng sử dụng tia sống, nổi điên, đá vuông thiết huyết, vũ khí thần hộ, pet sứ giả độ hồn. Hoàng tử sấm sử dụng nổi điên, đá tinh tia sống, đá vuông thiết huyết, vũ khí thần hộ, pet rồng băng. Còn khỉ sử dụng nổi điên, tia sống, thiết huyết, thần hộ, pet tiểu tiên. Tướng cuối cùng mình sử dụng sứ thần bướm. Đeo pet chim ưng để hồi máu. Ngoài ra các bạn có tướng yếu, thì nên sử dụng thánh quang kết hợp với tia sống để sống lâu hơn. Nói chung boss hộ vệ này rất dễ đánh, team mình set up dư tận 53 giây liền. Các bạn làm theo và có thắc mắc gì thì comment ở dưới clip này, mình sẽ trả lời. Cảm ơn tất cả các bạn thân yêu đã theo dõi hết clip. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Bye bye!